Ở đây là mình có một ký một giò heo ha, cắt sẵn, mình cũng rửa sơ sẵn rồi. Cái sườn là sườn non người ta lóc ra này mọi người, mua về nấu ngọt này. Và thêm một cục thịt nạc nữa. Tổng cộng tất cả là mình có một ký rưỡi, vừa xương vừa sườn vừa thịt nhé. Ở đây là mình có một trái chanh, mấy tép xả, xả này là mình đã đập dập rồi ha, để lát mình cho vào cái nồi cho thơm ha. Và mấy củ hành tím, ớt mình băm sẵn rồi. Tỏi, hành tím mình băm sẵn luôn ha. Kế tiếp là mình có hai củ hành tây, một trái ớt sừng là ớt cay ha, và mấy gốc ngò, mấy gốc hành lá đó. Kế tiếp là hành lá luôn, hành lá mình cắt sẵn và ngò cũng cắt sẵn luôn. Ở đây là mình có xả băm sẵn, mình cân là 50g ha. Ở đây là rau thơm ha, rau thơm là mình có rau dấp cá, rau kinh giới để mình ăn bún bò, ăn bún giò heo cũng ngon ha. Rau tỉ tô này này, tỉ tô nó ăn cũng tốt nha mọi người. Xà lách, rau chuối, rau muống và giá nhé. Cuối cùng là một ký bún nhá. Bún này là công lớn, bún này là mình nấu loại bún bò đó, ăn cho ngon ha. Bắt một nồi nước ha, nước sôi để mình trần giò heo, trần xương ha. Bây giờ mình gấp giò cho vô đây. Mình trần cái giò heo, xương heo đi để cho cái nước gân, nước máu nó trần ra sạch cái nước dơ đi ha. Nước leo mình trong ha. Cho vào đây một muỗng muối, một muỗng cà phê muối ha. Mình cho vào đây mấy tạt xả cho thơm ha. Mình để cho nó sôi lại cái mình gấp ra nhá. Bắt đầu sôi rồi đó, bắt đầu mình gấp ra nhá. Mình gấp cái xương ra trước này. Xương là mình lấy kéo mình cắt ra. Được rồi. Để sôi là nghe mùi xả. Sau khi mình gấp ra mình đi rửa lại ha, rửa cho sạch mấy cơn cằn cằn nó đi ha. Bây giờ mình mang rửa lại nhá, rửa bằng nước lạnh ha. Rồi kế tiếp là mình bắt 2 lít rưỡi nước ha, để mình hâm giò nhá. Khi mình cho giò xương vào đây là mình bắt nước lạnh nhá. Kế tiếp mình cho củ hành tây vào đây, mình cắt đôi ra ha. Và mấy củ hành tím luôn. Rồi cho mấy tép xả mình đập dập nữa ha. Cho thơm ha. Cho một muỗng cà phê muối ha. Bắt đầu mình bật bếp lên nha. Khi mình hâm mấy nên là mình không cần phải đậy nắp ha. Để chừng nào sôi lên là có bọt là mình vớt bọt nhá. Trong lúc mình hâm dầu heo thì mình làm sa tế vậy là mình phi xả ớt nhá. Giờ mình cho mấy dầu trước rồi nè. Kế tiếp là mình cho hành vô ha. Một ít tỏi thôi. Tỏi còn một ít tỏi để lại để lát mình làm sa tế ha. Rồi mình cho mấy cái này vô mình xào luôn. Mình lấy ra một ít xả bấm đây này, cho vào đây luôn. Rồi mình xào cho thơm ha. Xào thơm này để lát mình đổ cái nồi nước leo của mình đó, nồi giò heo á, cho thơm ha mọi người. Vừa mình xả vừa tỏi vừa hành ha. Khi mà xả tỏi hành lên thơm rồi thì mình cho một ít ớt băm vào đây ha. Xả với hành với tỏi thơm rồi mình cho ớt băm vào đây, mình tắt bếp ha. Rồi, như vậy là mình đã được cái chảo xả tỏi rồi. Cái này là để lát mình đổ vào nồi nước leo nhá. Kế tiếp là mình làm sa tế ha, để lát mình ăn bún cho ngon nha. Mình cho ít dầu vào đây này. Rồi khi dầu nóng mình cho tỏi vô ha. Cho hết tỏi luôn này. Khi tỏi thơm rồi ha, mình cho xả vô luôn ha.
chi cho xả về tỏi thơm vàng ha. Rồi cái tỏi với xả mình chuẩn bị vàng đấy ha. Mình cho nguội thì xíu, mình cho bột vô nhá, chứ không là mình cho vô liền là ớt cháy. Bây giờ mình cho hai muỗng cà phê vào đây ha, xong mình trộn cho đều. Đó là vừa tầm ha, thơm ghê chưa mọi người, ăn thì ngon ha. Cái này mình cho ớt ít sa tế, nhưng mình làm ít ớt ha, làm nhiều quá cay sợ con nên nhiều người ăn không được. Rồi quay lại cái nồi cho heo mình đang sôi lên bun nha. Bây giờ mình vớt bọt ra ha, cứ có bọt là mình vớt ra nha, để cho cái nước của mình trong á. Cho heo này mình hầm cho được 50 phút nha, nhưng mà cỡ 40 phút 45 phút đã mềm chưa nhá, mình đừng để mềm quá. Cái tiếp này mình bắt một nồi nước sôi rồi này, bây giờ mình trùng bún ha. Này, trùng bún vào đây. Sôi rồi thì mình tắt bếp thôi, mình chỉ cần là trùng cho cái bún mình nóng. Đó, bắt đầu mình vớt ra ha. Trùng cho mình vớt ra. Rồi mình vớt ra mình để cho róc nước ha, ra cái rổ đây này. Khi mình hầm giò heo thì mình giảm lửa bớt nhé, để cho riu chừng 45-50 phút đấy ha. À, như vậy là giò heo mình cũng được là 35 phút rồi. Bây giờ mình vớt mấy cái bọt này ra, xong bắt đầu mình gấp mấy cái hành tây này, nãy mình cho vô đó, mình cho ra luôn đi. Giờ không cần thiết nữa, lúc mình hầm mình cho thơm thì được đấy ha, cho cái thịt mình thơm lên. Bây giờ mình vớt ra để cho mình nấu nước mình cho trống á. Mình thử coi cái nó chín ha. Thì dụ như là cái thịt này này, thịt này chín máu hơn này. Mình để chiếc đũa mình thọc xuống ha. Mình thấy thịt này chín rồi này. Tẩy nước hơn càn rồi thì mình chấm thêm nửa lít nước nữa ha. Rồi bây giờ mình cho lửa bật lên chút cho nước mình sôi ha. Giờ sôi lại rồi bắt đầu mình vớt bớt cái bọt này ra ha. Đó, cứ vớt chân ra bọt, chân ra hết đi để cho cái nước mình trống nhá. Đó, mọi người thấy có cái bọt nào là mình vớt lên ha. Đó, mọi người nhìn cái nồi giò mình này, vừa giò heo vừa xương sườn. Xương sườn đây là sườn, đây là sườn non nha, hầm rất là ngon, là mình ăn cũng ngon nữa đó. Rồi bắt đầu sôi lại rồi thì mình nêm nó màu quá ha. Bắt đầu mình nêm 2 muỗng canh bột nêm. Rồi 1 muỗng canh đường ha, 2 muỗng canh nước mắm. Mình quậy cho đều xong mình nêm thử cái nước của mình vừa chứ ha. Nồi mình ngon quá. Bây giờ mình thêm 1 muỗng cà phê đường nữa là vừa nhá. Như mình nấu như vậy là nước của mình là cũng vừa rồi. Rồi lát nữa mình ăn thì mình phải nêm tí nước mắm mới ngon ha. Hồi nãy mình có phi 1 chén xả ớt hành vào đây này. Bây giờ mình cho vào đây luôn nha. Cho vào đây. Mình cho cái giò heo mình sôi thêm 5 phút nữa nhá, là vừa tầm ha. Bây giờ mình cũng để lửa râm riu riu thôi, chứ mình đừng để lửa lớn quá. Rồi mình cho mấy con ngò vào đây ha. Rồi kế tiếp là mình cho mấy gốc hành vào đây. Coi là cái giò heo mình chín chưa ha. Đây mọi người nhìn này, giò heo mình này. Wow, đây chiếc đũa mình mà thọc đây chín là được này. Đây, mềm lắm này mọi người. Đó. Như vậy là cái giò heo của mình mềm rồi ha. Nếu mà mình muốn hầm kỹ thêm chút nữa thì là giò heo mình hầm 50 phút hoặc 55 phút. Còn giò heo của nhà mình đây mình hầm 45 phút thôi nhé, là mình cảm thấy mình chín rồi. Mình đừng hầm nhiều quá, nhào là cái giá của mình hằng nhào quá hẳn ngon. Mình ăn sao mà để cái giá mình sực mình ngon ha. Như vậy là cái nồi giò heo của mình chín ha. Và mình chuẩn bị gấp bún mời mọi người ăn thôi ha.